12 triệu 800 nghìn. Anh em những cái giá rất là kinh khủng cho anh em, nhưng mà phải nói là cái chất lượng của nó thì các bạn theo dõi video để mình phân tích chi tiết cái sản phẩm của bạn nhá. Quay lại kênh Lê Lĩnh Vlog của mình nha. Thì anh em nhìn thấy Lĩnh đang cầm cái hộp gì không? Thì hôm nay Lĩnh tiếp tục giới thiệu đến anh em một siêu phẩm. Đấy, Lĩnh nhắc lại với các bạn là một cái siêu phẩm thuộc Upside Down mẫu 2020 mà đắt nhất từ trước đến nay dành cho X-Size 150 mà lắp như zin các bạn nha. Thì Lĩnh đang cầm trên tay đây là cây phuộc dây sinh boy FF series. Đấy, thì cây phuộc này rất là nặng cho nên là Lĩnh bê lên để mà nói thì có khả năng là hơi gồng mình để nói. Đây, trên tay Lĩnh đây đang cầm một cái hộp nói chung là đẳng cấp. Đấy, giá luôn, Lĩnh nói luôn, công bố các bạn luôn giá đề xuất của công ty Racing Boy. Đấy là 12 triệu 800 nghìn. Anh em nhìn cái giá rất là kinh khủng cho anh em, nhưng mà phải nói là cái chất lượng của nó thì các bạn theo dõi video để mình phân tích chi tiết cái sản phẩm của bạn nhá. Đây, trên tay Lĩnh đang cầm đây. Đó, rất là nặng luôn, rất là khủng bố luôn. Đây thì mã thông số kỹ thuật đây anh em. Đây, người bé như Lĩnh vác cây phuộc này quả là vãi cả trường luôn. Đấy, đây các bạn nhá, IZ15ZR nhá. Đấy thì từ trước đến nay Lĩnh giới thiệu cuộc Upside Down đến với anh em cũng rất là nhiều rồi đúng không anh em? Nhưng mà với lần này Lĩnh giới thiệu với các bạn là lắp như zin 100%. Như những cái dòng phuộc mà XMVG1 của XMR ấy thì là về phần chảng ba với lại phuộc viết heo lắp như zin, nhưng mà lần này kể cả cái rè của Racing Boy cũng lắp như zin của các bạn nhá. Thì không để anh em phải chờ đợi lâu nữa thì Lĩnh sẽ đập cái siêu phẩm 12 triệu 800 ngàn này ra cho anh em xem. Thì đây cũng không phải là một clip đầu tiên giới thiệu với sản phẩm này, như Đông Nghi Racing Tem đấy thì anh em biết đến rất là nhiều rồi. Thì là bạn ấy đã giới thiệu sản phẩm rồi các bạn nhá. Thì hôm nay Lĩnh cũng làm clip riêng của mình giới thiệu với anh em miền Bắc, miền Nam, miền Trung thêm cái sản phẩm này nó hoàn thiện hơn các bạn nhá. Thì Lĩnh sẽ mở hộp cho các bạn. Đầu tiên thì anh em có thể để ý đây. Đấy là một cái hộp rất là cao cấp như này. Đấy, lòng chống cái những cái đệm xốp chống sốc đây. Kèm theo đó là các bạn có thể nhìn cái sách hướng dẫn sử dụng, thẻ bảo hành và tem logo. Đấy thì cái phuộc đây anh em. Đấy, phuộc đây. Toàn bộ cây phuộc như thế này. Đấy các bạn nhá. Kèm theo cây phuộc là sẽ có gồm một cái trục cốt inox các bạn nhá, không phải là sắt đâu mà là inox. Đấy thì 12 triệu 800 mà. Đấy, các bạn nhìn đâu, trục cốt inox này. Bát heo. Tập trung chuyên môn chính là đây, cây phuộc và kèm chảng ba nhôm CNC. Đấy, rất là nặng luôn các bạn nhá. Mình sẽ phải cầm ra, rất là nặng luôn. 12 triệu 800 anh em. Đây, mình quạch rồi. Đây nhá. Rất là nặng luôn, cực kỳ to luôn các bạn nhá. Đây, siêu phẩm của anh em đây. Đấy, thì bây giờ xem ở bên trong này còn những cái gì nữa. Bên trong này sẽ còn hai gói thuốc chống ẩm, chống mốc. Đấy anh em, thì là cây phuộc đấy các bạn nha. Thì bây giờ Lĩnh sẽ bỏ cái hộp này xuống nền đi, Lĩnh ngồi phân tích cho anh em cho nó dễ, không ở trên ghế rất là khó các bạn, rất là khoai. Thì đây, bây giờ camera lùi vào đây một chút để cho anh em mình sẽ phân tích về cây phuộc đắt nhất thị trường hiện nay lắp zin cho X-Size 150. Đấy các bạn có thể nhìn thấy này. Đây, rất là chất lượng các bạn nha, 12 triệu 800 ngàn. Rồi, Lĩnh cũng toát mồ hôi rồi anh em khi cầm được cây phuộc lên nâng lên cho anh em xem đấy. Thì đây toàn bộ sản phẩm như thế này các bạn nhá. Đầu tiên ấy thì cái ti phuộc là màu trắng. Đấy, còn cái vỏ phuộc bên ngoài là màu vàng. Ti phuộc này là 35 các bạn nhá. 35mm rất là to này anh em này. Cực kỳ to, khủng khiếp nhất từ trước đến nay. Thì là có thêm có hai phần ở đây thì không phải là bình dầu đâu các bạn nhá. Đây là cái phuộc này là dùng bằng không phải dùng bằng dầu để ép nén đâu mà là dùng bằng khí nén nitrogen. Đấy, khí nén ở trong cây phuộc này các bạn nhé, chứ không phải dùng dầu. Đấy thì là cây phuộc Upside Down lắp zin cho X-Size 150 đầu tiên ở Việt Nam. Đấy, nói chung là sản phẩm này sẽ phân phối Malaysia, Indo và Thái Lan nữa. Thì là đầu tiên để có cái khí nén ở trong cây phuộc Upside Down này các bạn ạ. Kèm theo đó ở cái phần chi tiết này này, thì em có thể để ý đây là hai cái phần bắt cái rè ấy, cái rè của các bạn ấy thì các bạn lắp như zin cho mình. Đấy, cái phần hai phần bắt rè này, không cần phải chế, phải cắt gì hay là thêm ốc gì nữa mà các bạn về các bạn
tất cả các bạn lắp như zin cho mình. Đấy thì kèm theo có hai cái này rồi, có hai cái bát như này đó, như này các bạn nhá. Kèm theo đó là những cái phần căn phuộc này. Đấy thì bạn có thể nhìn thấy này, chữ dây sinh boy dập nổi và mã sản phẩm đây đó. Điều đặc biệt không phải ở cái phần màu này và những cái phần bình này, vì là nó quá là quen thuộc với anh em rồi. Anh em sử dụng phân khối lớn và phân khối nhỏ anh em biết đến rồi. Điều đặc biệt ở cái phần sản phẩm này ấy, là cái phần trong này, cái ở phần trong ống này này là cái khí nén, chứ không phải là dùng bằng dầu các bạn nha. Điều chỉnh thì có những cái nấc điều chỉnh riêng biệt của ở trên cái phần phuộc này. Thì ở cái đầu bên này này, cái đầu bên này là cái thi phuộc mà có để lắp được cái bát heo đây. Cái bát heo như này. Đây cái bát heo để lắp vào đây nhá. Các bạn về các bạn lắp heo zin vào. Thì ở trên cái thân phuộc ấy, ở trên cái thân phuộc này, hai cây phuộc này nó hoàn toàn khác nhau. Thì ở bên này là cái đầu núm vặn không chỉnh được các bạn nhá. Không chỉnh được. Ở bên này thì có 17 cái nấc chỉnh. 17 cái nấc chỉnh dùng bằng cái con cà lê 13 để chỉnh nha các bạn nhá. Thì tại sao hai cây phuộc này khác nhau? Vì là cái nấc chỉnh này ở trên này để anh em ép cái lò xo, ép cái độ đàn hồi của lò xo. Vì nhiều khi là anh em biết không? Nhiều khi là không phải như anh em, chẳng hạn như là anh em dùng heo zin ấy thì chỉ một pit thôi, thì cái trọng tâm của hai cây phuộc nó sẽ tương đối là giống nhau. Nhưng mà nếu như các bạn lên cái cây con heo khác ấy, chẳng hạn như heo Brembo 4 pit hoặc là những cái heo Adelin 4 pit ấy, thì là các bạn phải làm sao mà chỉnh ở trên cái ti phuộc này nó cân đối với lại cái phần phuộc ở bên này. Đấy các bạn nhá, thì tại sao là ở trên cái phuộc mà ở bên cái bát heo này, đấy thì là người ta lại để cái chỉnh cái nấc này. Đấy là để cái tác dụng mà để anh em mình chỉnh cân đối làm sao cho nó bắt cái heo tùy từng dòng heo cho nó chuẩn các bạn nhá. Tiếp theo ở dưới cái phần hai cái thân phuộc này, hai cái phần thân phuộc này, đấy ở cái phần thân phuộc này nó sẽ có cái núm, hai cái núm chỉnh. Cái núm màu đen này là để anh em chỉnh cái độ nhún nhanh nhún chậm, tức là phần hồi dầu á, à hồi khí nén. Đấy quên, mọi lần hay nói là hồi dầu thì anh em có thể nhớ lại là cái phần hồi dầu, thì đây là cái phần hồi khí nén. Thì các bạn có thể là chỉnh bằng cái con ốc lục ở đây. Đấy các bạn xoay lên xoay xuống theo dấu cộng trừ này để anh em test cái độ nhanh chậm của phuộc nó hồi khí nén. Đấy thì cái phần lục thì các bạn có thể lấy con lục này các bạn chỉnh đây. Đấy nó có từng nấc, nó tạch đấy, nó tạch như này đó các bạn nhá. Còn ở cái phần màu vàng, cái núm màu vàng này anh em để chỉnh cái độ nặng nhẹ của cái cây phuộc này, nặng nhẹ của cái lúc mà mình ấn đàn hồi lên đàn hồi xuống đấy. Đây các bạn nhá, đó như này, đấy như này các bạn nhá. Đó thì các bạn cứ chỉnh tạch thôi. Thì bây giờ Lĩnh sẽ ghép hoàn thiện cái sản phẩm này vào, lật cái chảng ba lên. À đấy, còn về cái phần chảng ba thì mình chưa nói đến, thì bây giờ Lĩnh sẽ tháo cái chảng ba riêng ra để rồi Lĩnh phân tích cái chảng ba cho anh em xem nhá. Lĩnh vừa tháo xong cái phần chảng ba ra, thì ở đây thì là cái chảng ba sắt các bạn nhá. À cái cốt này là cái cốt sắt đặc các bạn nhá, cốt sắt đặc đấy lắp zin. Thì cái chảng ba này là cái chảng ba nhôm nguyên khối có dập nổi logo của dây sinh boy đây đó, và tem chống hàng giả của công ty Minh Giai. Đấy sản phẩm thì các bạn có thể để ý đây, một cái sản phẩm chảng ba rất là chất lượng, cực kỳ đẹp các bạn nhá, cực kỳ chất. Tất cả vị trí đều là lắp mà như zin hết, phần vị trí lắp còi này hay là những phần vị trí lắp dây dầu hay là dây những cái phần dây đằng sau này, thì tất cả lắp như zin hết các bạn nha. Đó đây là phần chảng ba. Thì những cái sản phẩm các bạn nhắc đến dây sinh boy thì anh em biết đến rồi, là một cái sản phẩm rất là chất lượng, mà nhất là một con phuộc upside down FF series này. Đấy thì là cái con phuộc mà 12.800.000 thì là cái sản phẩm rất là chất lượng dành cho X-Size 150. Thì con phuộc này có thể là anh em biết đến là anh em có thể đi đường trường, đường đua được, đều được các bạn nhá. Thì tất cả những cái phần chỉnh ở trên phần ti phuộc này là để những cái phần ở trên cây phuộc này thì anh em có thể chỉnh cho tùy các địa hình, anh em có thể chở nặng, chở nhẹ, hoặc là đi một mình, hay là anh em có thể là đi đua đều là được hết các bạn nhá. Đấy thì hai cây phuộc rất là chất lượng đây. Đấy các bạn nhá. Bây giờ Lĩnh sẽ ghép vào và Lĩnh sẽ test cái độ chất lượng của cây phuộc này cho các bạn xem nhá. Đây thì Lĩnh đã ghép xong cái phần thân phuộc lên trên này cho anh em xem rồi. Toàn thiện hoàn thiện nó như này các bạn nhá. Thì tất cả sản phẩm là về các bạn lắp như zin. Đấy thì bây giờ Lĩnh sẽ test cái tính năng của em nó, thì các bạn nhìn thấy không? Một cái cây phuộc cực kỳ là chắc chắn và đẹp. Đấy thì chắc chắn là nhiều anh em sẽ hỏi là có màu gì. Thì sản phẩm của Lĩnh đang cầm trên tay của dây sinh boy FF series này chỉ có một màu duy nhất là ti phuộc màu bạc, và cái thân phuộc màu
vàng các bạn nhá. Thì bây giờ Lĩnh sẽ nhờ Nam về ấn hộ cái cây phuộc này xuống để Lĩnh test cái hiệu năng của cái sản phẩm bên dưới này. Thì cái phần như lúc đầu anh em mình nói phân tích ấy, thì là cái phần trên này thì làm cái phần này thì hầu như là các bạn cứ để ở cái mức mà nó khoảng tầm cỡ 4 nhá các bạn nhá. Thì ở trên này có 17 cái nấc chỉnh, anh em dùng cái cali 13 hoặc khẩu 13 thì các bạn chỉnh trên này. Nếu các bạn lắp heo zin thì các bạn để khoảng ở mức 4 thôi. Còn nếu như mà anh em nào mà muốn lên những con heo mà nó khủng bố hơn, pit nó to hơn ấy, hoặc là nhiều pit hơn ấy, thì các bạn căn chỉnh làm sao mà đi khi mà các bạn chỉnh vừa tầm nó để nó hai cái phuộc nó cân đối nhau là được các bạn nhá. Thì bây giờ Lĩnh sẽ cho anh em xem cái phần phuộc khi nén nitrogen này nó như nào, chứ không phải phuộc dầu các bạn nhá, không phải phuộc dầu mà ở trong này dùng khi nén anh em. Đó thì bây giờ Lĩnh sẽ chỉnh cái con phuộc màu đen này, cái chân con ốc màu đen này trước để cho anh em xem cái độ đàn hồi nó. Thì camera có thể quay sát trong đây để cho Nam ấn thử. Bây giờ Nam ấn thử nào, ấn thử xem cái cây phuộc nó nhún như thế nào các bạn nhá. Đấy. Đấy, rất là cứng luôn các bạn nhá, rất là cứng luôn. Ấn mạnh lên nào, khỏe tay lên. Đấy, các bạn nhìn đâu. Đấy, đây nè, đấy. Đấy, thì là đang là hồi dầu nhanh các bạn nhá. Bây giờ Lĩnh sẽ cho nó hồi dầu chậm này. Hồi dầu chậm nhá. Đấy. Đấy, nó cạch cạch này anh em, cạch cạch này. Đó, mình sẽ vặn hết cỡ đi để cho anh em xem. Đấy, ép hết cỡ đấy. Đây nhả lại 1-2 nấc rồi, ép đi. Đấy, các bạn nhả ra. Đấy, các bạn nhìn đâu. Tí dầu nó sẽ lên từ từ, ấn lại phát nữa đi. Đấy, nó sẽ lên từ từ như này. Đó, nó sẽ nhả chậm như này các bạn nhá. Đấy thì là bây giờ Lĩnh sẽ nhả lại cho anh em xem nó cho nó nhanh hoàn thiện lại này. Đấy, bây giờ Nam ấn lại nè. Đấy, đấy, đấy. Đấy. Các bạn nhìn đâu, thì nó sẽ hồi dầu nhanh hơn. Đó, mình đây là cái phần tính năng hồi dầu nhá. Thì bây giờ Lĩnh sẽ nhả toàn bộ lại để cho Nam ấn lại nè. Đấy, đấy thì nó sẽ hồi dầu nhanh hơn các bạn nhá. Rồi bây giờ Lĩnh sẽ chỉnh cái con bên dưới này xem cái độ nặng nhẹ của cái phuộc nó như nào các bạn nhá. Thì tiếp tục là Lĩnh sẽ vặn về cái nấc mà gọi là mắc nhất đấy, cứng nhất đi. Đây. Rồi, cứng nhất này. Đấy. Coi như là tay bạn Nam yếu không ấn được luôn các bạn ạ. Bây giờ đây nhá, mình sẽ cho vững mức vừa thôi để cho Nam ấn. Nào, ấn đi. Đấy. Đây nha các bạn nhá, sẽ lại ấn được luôn. Bây giờ Lĩnh sẽ lại tăng lại xem còn Nam ấn được nữa không các bạn nhá. Nào. Nóng chưa Nam? Rồi đấy các bạn ơi, cứng đét luôn. Đây hai người ấn này. Ok anh em, đấy rất là cứng các bạn nhá. Bây giờ Lĩnh cho lại đi, nhả lại đi. Đấy thì nói chung là cái phần chỉnh sửa này căn chỉnh này của Jing Boy quá hoàn thiện luôn. Đây các bạn nhá. Đấy thì là cái con ốc ở bên dưới này là có tác dụng là anh em có thể là chỉnh cái độ mà nói chung cân nặng, hoặc là những cái người mình đang đi trên xe ấy, thì nó sẽ rất là thuận tiện. Sẽ rất là thuận tiện các bạn nhá. Về cái phần nguyên lý hoạt động thì anh em biết đến rồi, thì Lĩnh hay nói đến phần nguyên lý hồi dầu chậm ấy, thì là chắc chắn là anh em thông cảm cho Lĩnh nha. Vì cơ bản là đây là cái cây phuộc lần đầu tiên sử dụng cái khí nén, thì đây là cái phần là hồi khí nén các bạn nhá, khí nén đấy chứ không phải là hồi dầu các bạn nhá. Thì ở trong phần ti phuộc này là tất cả chỉnh ép dầu ha, ép ti cái lò xo ấy thì đều bằng khí nén nitrogen hết các bạn nhá. Ok, thì cái sản phẩm ở trên tay Lĩnh đang cầm đây với anh em là một cái siêu phẩm mà dùng lắp zin cho X-Size 150. Đấy thì là những cái phần thông tin chi tiết ấy thì anh em có thể tham khảo trong sách hướng dẫn sử dụng. Đấy thì đây là cái cây phuộc mà 12.800.000 lắp zin cho X-Size 150, là một cái sản phẩm quá là chất lượng luôn. Đây. Đấy, Lĩnh ấn đấy các bạn nhá. Lĩnh ấn đây thì là đây đang ở cái mức độ bình thường đấy anh em. Rồi. Đấy thì là cái sản phẩm một cái phuộc của Jing Boy là cái sản phẩm hoàn thiện cao cấp nhất rồi. Thì anh em biết đến cái sản phẩm Jing Boy rồi, là một sản phẩm quá là đỉnh của tỉnh luôn. Sản phẩm phuộc JCB FF series. Đấy các bạn, nhắc đến series là cái đất nước chiến tranh rồi, công nhận. Ok anh em, thì trong video này thì làm cái video Lĩnh giới thiệu những cái sản phẩm mà cao cấp của Jing Boy. Anh em có thắc mắc gì anh em cứ comment bên dưới các bạn nha. Rồi thì clip anh em tới hôm nay xin phép dừng đây các bạn nha. Các bạn ủng hộ Lĩnh bằng một lượt đăng ký mới các bạn nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.